Hôm nay mình sẽ quay một cái clip mình dưỡng lại một cái cây siro. Nó quý ở chỗ là một thân quý anh chị nha, hay còn gọi là một cốt đó. Thì cây này lớn lên sẽ rất là đẹp, và nó cũng tiện để cho quý anh chị nào chúng ta thích trang trí loại cây một cốt thì nó sẽ rất là hay. Do để trong cái chậu nhỏ, tức là loại chậu cây giống cỡ vừa thì nó chưa có đủ sức hẳn. Thường chậu cỡ này thì để mục đích là dễ vận chuyển thôi. Còn để trồng thì chúng ta sẽ trồng ở một cái chậu to hơn, lớn hơn, thì nó có đủ dưỡng chất để nó có thể phát triển lớn hơn. Miệng chậu của cái chậu này là 40cm quý anh chị nha. Chúng ta nên trồng cỡ này trở lên thì nó mới đủ đất. Đó, cây siro thì rất là khỏe, cho nên là tôi trồng thì nói chung là kiểu gì nó cũng dễ sống hết, cho nên là chăm sóc nó rất là dễ. Đó, mình khi mình dựng lại thì đó, một cốt của nó như vậy. Hiện tại thì vườn cây siro giống ở chỗ Hiếu thì cung cấp đa dạng kích cỡ, từ nhỏ vừa cho tới cỡ lớn luôn, và đặc biệt là có giao hàng tận nơi. Nếu quý anh chị chúng ta quan tâm, hãy liên hệ đến cây siro giống với số điện thoại này quý anh chị nhé. Cảm ơn tất cả quý cô chú các anh chị đã quan tâm theo dõi.